hình ảnh đẹp mỗi sáng trên khắp đất nước Lào. Đa phần người dân Lào theo Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Phật giáo Nam Tông, với chủ trương khất thực độ nhật, xin ăn, sống qua ngày. Người ta đã quá quen mắt với hình ảnh, mỗi sáng sớm, từng đoàn chư tăng trẻ đi thành dãy dài, tỏa xuống các khu phố hoặc xóm làng thôn ấy, im lặng, thọ nhận sự dâng cúng thực phẩm của tín đồ đang rất kính cẩn quỳ lạy dưới đất. Và sau đó các sư chúc phúc cho họ. Theo giáo lý nhà Phật, trì bình khất thực mang lại nhiều lợi ích cho các vị khất sĩ và cho chúng sinh. Đối với các vị sư, các khất sĩ, việc ôm bình bát đi xin khiến cho tâm trí họ được rảnh rang, ít phiền não. Họ không phải lo kiếm kế sinh nhai, có nhiều thời gian để tu hành và đoạn trừ được tâm kiêu căng ngã mạn, cũng như đoạn trừ lòng tham, không thể tham ăn ngon và ăn nhiều, vì ai cho gì ăn nấy, thức ăn chỉ đầy bát chứ không nhiều hơn, tránh khỏi sự tích trữ vật thực tiền của. Phật giáo từ lâu đã trở thành quốc giáo ở Lào, vào mỗi buổi sáng, những Phật tử mang lễ vật là đồ ăn chính ra trước cửa nhà dân lễ vật, lên các nhà sư hành lễ khất thực. Trong ảnh là cảnh người dân ở tỉnh Bắc Xe chuẩn bị dâng lễ vật cho các nhà sư đi khất thực. Hầu hết mọi người quàng chiếc khăn được gọi là biên, kéo qua vai trái xuống một cách trang trọng. Các Phật tử ở huyện Cham Gia Sát, tỉnh Cham Gia Sát để chân trần, quỳ gối, chắp tay trước ngực, dâng đồ lễ cho nhà sư hành lễ khất thực. Khi hành lễ, cả nhà sư và Phật tử phải để chân trần. Đồ đựng lễ vật là chiếc thố có chân cao bằng nhôm, bằng đồng, có hoa văn tinh xảo, đựng các lễ vật cúng dường. Lễ vật trước hết là nắm xôi nhỏ, những chiếc bánh tự gói, trái cây, rồi các loại bánh mua sẵn, sữa hột, sữa tươi, có khi kèm theo một tờ tiền. Theo giới luật của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật tử chỉ cúng bằng thức ăn đã nấu chín, như cúng cơm chứ không cúng gạo, cúng rau đã nấu chín chứ không cúng rau tươi. Vì vậy mà nhà chùa không có bếp. Phật tử cầm sẵn lễ vật, đưa lên trán khấn nguyện, rồi cung kính đặt vào bát của mỗi vị sư. Khi đi khất thực, vị khất sĩ không được nhìn vào mặt Phật tử, dù đó là một cụ già, trẻ nhỏ, hay một cô gái đẹp, cũng không được để ý xem mình được cái gì, và cũng không được thỏa mãn cũng như bất mãn. Đồ đựng lễ vật của các nhà sư được lồng trong một túi vải màu vàng, có quai đeo, vì thế khi nhận lễ vật, một tay sư mở nắp, một tay giữ bát, để nó không đung đưa. Sau khi đã cung kính đặt đồ lễ, nhà sư sẽ cầu nguyện những điều tốt lành đến các Phật tử, trong khi đó Phật tử cúi đầu, một tay đưa lên như bông hoa sen trước ngực, trong tư thế niệm Phật. Một tay cầm bình nước nhỏ rót xuống đất, hay rót vào cái ô nhỏ bằng đồng mà họ mang theo, sau đó rót vào gốc cây, một cách kính cẩn, mang ý nghĩa hồi hướng, công đức cho đến tổ tiên, ông bà đã khuất được mát mẻ, an lành. Sau khi hành lễ, Phật tử sống tại bản Khon, huyện Cham Gia Sát, tỉnh Cham Gia Sát, đến những cục xôi nhỏ lên các hàng rào quanh nhà để chim chóc có cái ăn. Tục lệ để những cục xôi dành cho chim chóc cũng gần giống với tục cúng chúng sinh của người miền Bắc Việt Nam, chỉ khác là mang ý nghĩa thực tế hơn. Cúng chúng sinh theo quan niệm của người Việt là để dành thức ăn cho những linh hồn lang thang trên thế gian. Các nhà sư ở Lào chỉ đi khất thực đến trước giờ ngọ, 12 giờ trưa, chỉ lấy thức ăn đã chín, không khất thực quá 7 nhà, không phân biệt giàu nghèo, thức ăn ngon dở, không đứng trước cửa chợ, và một ngày chỉ ăn một bữa. Trước khi trời đứng bóng, Phật tử thường bận rộn sinh kế, ít có điều kiện đến chùa cúng dường, chưa kể, không ít người vì nghèo khó mà ngại ngùng, vì thế các vị sư đi khất thực là tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả Phật tử cúng dường Tam Bảo. Như vậy, khất thực vừa để độ nhật, vừa để thuyết pháp độ sinh, và là nỗ lực hành thiền đoạn trừ lòng tham dục. Vật phẩm khất thực mang về thường được chia ra làm 4 phần. Một phần nhường cho các sư đồng tu, nếu họ không có, hay có ít, một phần dành cho người nghèo, một phần dành cho những con vật sống chung như chó, mèo, và phần còn lại của người khất thực dùng. Cũng như mọi người dân Lào, các nhà sư dùng tay bốc thức ăn, nờ mà không dùng đũa, thìa, dĩa. Giải mã tài đi bộ trên mặt nước của nhà sư. Nhà sư Thái Lan ung dung đi bộ trên mặt hồ mà không hề bị chìm xuống, cũng không có bất cứ vật hỗ trợ nào gây xôn xao dư luận. Đoạn phim được ghi lại tại ngôi chùa Phật giáo Wat Arkansas, Bird Havanaram, Mỹ. Biểu diễn khinh công trên nước là một trong những công phu mà nhiều vị cao tăng ở Thiếu Lâm tự Trung Quốc từng biểu diễn. Tuy nhiên, khi thực hiện những màn đi trên nước, họ vẫn cần một số đạo cụ.
Thế nhưng, mới đây một đoạn video ghi lại cảnh tượng một nhà sư Thái Lan đi bộ trên mặt hồ mà không cần đạo cụ trợ giúp khiến dư luận không ngừng xôn xao. Đặc biệt, nhà sư đi bộ trên mặt nước, thế nhưng không hề chạy mà đi rất bình tĩnh, thong thả. Trong đoạn video được đăng tải, người xem có thể thấy nhà sư đi chân trần chậm rãi trên mặt hồ. Thế nhưng nhà sư không bị chìm xuống, thậm chí mặt nước không hề rung động, giống như nhà sư bay trên mặt hồ không chạm mặt nước. Nhiều người không khỏi kinh ngạc còn ca ngợi, tuôn hô rằng khinh công của nhà sư Thái Lan này đã vượt qua cả khinh công của các cao tăng ở Thiếu Lâm Tự. Tuy nhiên, sau khi biết về đoạn video đó, nhà sư Thái Lan đã đích thân giải thích và làm sáng tỏ sự thật. Hóa ra, không phải nhà sư có khinh công thâm hậu, có khả năng đi trên mặt nước, mà do lúc đó trời rất lạnh, mặt nước hồ đã đông cứng lại, hoàn toàn có thể đi bộ được. Tuy nhiên, nước hồ không đóng băng trắng xóa mà vẫn rất trong, vì thế gây nên sự hiểu nhầm. Sau khi lời giải thích của nhà sư Thái Lan được lan truyền, nhiều người không khỏi thất vọng, tuy nhiên cũng hiểu được rằng không nên hy vọng hão huyền vào khả năng siêu nhiên vượt quá phạm trù khả năng của con người. Cảnh siêu tăng đặc biệt và nguyệt thực 150 năm mới có một lần. Thời tiết tối ngày 31 tháng 1 ở nhiều vùng trên cả nước không tốt, nhưng nhiều bạn trẻ yêu thiên văn học vẫn háo hức chờ ngắm siêu trăng đặc biệt 150 năm mới xuất hiện một lần. Mặc dù tiết trời khá lạnh, nhiệt độ giảm sâu, nhưng nhiều bạn trẻ yêu thiên văn vẫn tập trung tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội để ngắm siêu trăng màu đỏ. Hình ảnh siêu trăng lúc chuyển sang màu đỏ được độc giả Thi Thông chụp lúc 9h30 tối. Nguyệt thực tối ngày 31 tháng 1 này là hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất năm 2018 đối với người quan sát tại Việt Nam bởi hơn 150 năm mới xuất hiện lại, lúc này trăng trong ảnh đang đi ra khỏi vùng tối của trái đất. Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, nguyệt thực là hiện tượng xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng nằm thẳng hàng với trái đất ở giữa. Do có trái đất chắn phía trước nên mặt trăng chỉ nhận được rất ít ánh sáng từ mặt trời, vì vậy chúng ta sẽ thấy nó tối hơn nhiều so với trăng tròn thông thường và thường có màu đỏ thẫm với nguyệt thực toàn phần hoặc một phần, hoặc đỏ nhạt với nguyệt thực nửa tối. Siêu trăng đang dần chuyển sang màu đỏ. Trăng máu là tên gọi khác của hiện tượng nguyệt thực toàn phần khi mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ như máu. Màu đỏ này do ánh sáng từ bề mặt mặt trăng
bị khúc xạ khi xuyên qua khí quyển trái đất, sau đó bị biến thành màu đỏ khi nhìn bằng mắt người, tựa như bầu trời mỗi khi bình minh và hoàng hôn.